Xin chào các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn. Em xin giới thiệu nhóm của chúng em gồm có 4 thành viên. Em Phạm Trần Thảo Anh. Em là Lê Thị Linh. Em là Lâm Bình. Em là Nguyễn Ngọc Hoài Đăng. Nhóm chúng em làm giấm chuối, các thành phần chính gồm có chuối tiêu chín, đường trắng, nước lọc và rượu trắng. Bước đầu tiên chúng ta sẽ bóc chuối ra. Sau đó chúng ta sẽ thái chuối thành từng miếng nhỏ. Bước tiếp theo chúng ta sẽ cho nước vào bình. Sau đó cho 2 thìa đường vào. Và cho chuối vào. Bước cuối cùng chúng ta sẽ cho rượu trắng vào. Sau khi làm xong ta sẽ đậy nắp sản phẩm thật chặt vào và bảo quản sản phẩm trong nơi khô ráo từ 7 đến 10 ngày ta sẽ được một bình giấm chuối. Sau 7 ngày, nhóm chúng em đã được một bình giấm chuối như thế này. Nhóm chúng em sẽ tách thành phẩm ra lọ.
Dấm chuối được sử dụng thực tiễn trong đời sống hàng ngày, dùng để tẩy rửa các đồ vật bằng inox và gốm sứ. Bám nhiều cặn đá vôi. Như vậy, thông qua các bài học vận dụng ở các môn, qua sự hướng dẫn của cô giáo Nguyễn Thương, chúng em đã làm ra sản phẩm stand dấm chuối đắt để tham gia chương trình ngày hội stand năm học 2021-2022 của trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Xin chào và hẹn gặp lại.